Sáng 26 tháng 6 năm 2020, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương tiếp tục ngày thứ hai xét xử 4 bị cáo trong vụ giết người đổ bê tông thi thể xảy ra ở xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng. Các bị cáo gồm Phạm Thị Thiên Hà, 32 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Ngọc Tâm Huyên, 41 tuổi ở tỉnh Quảng Ngãi, Lê Ngọc Phương Thảo, 30 tuổi ở tỉnh Tiền Giang và Trịnh Thị Ông Hoa là mẹ của Hà, 67 tuổi ở tỉnh Kiên Giang. Cả 4 bị cáo được áp giải đến phiên tòa với tâm trạng bình thường hơn so với ngày đầu đến tòa. Trước giờ xét xử, bị cáo chủ mưu Phạm Thị Thiên Hà đã trao đổi với luật sư với vẻ mặt rất tự tin, nói nhiều và rành mạch từng câu. Ở ngày xét xử đầu tiên, sau khi công bố cáo trạng, Hội đồng xét xử đã xét hỏi đối với bị cáo Hà, Thảo và Huyên. Cả 3 bị cáo đều phản đối cáo trạng cáo buộc đã giết nạn nhân Trần Chí Thành, 50 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh trong tình trạng không thể phản kháng. Các bị cáo khai nhận trước khi ra tay không có sự bàn bạc, không có sự tham gia của bị cáo Hoa, mặc dù trước đó trong các bản tự khai đều nói có sự tham gia của bị cáo Hoa. Bị cáo Hà cũng khai không giết nạn nhân Trần Đức Linh. Theo cáo trạng, các bị cáo Hà, Thảo, Huyên, Hoa và hai nạn nhân Trần Chí Thành, Trần Đức Linh từng có thời gian luyện tập một giáo phái, trong đó Hà là trưởng nhóm. Tuy nhiên, sau đó Hà xem trên mạng và tự lập ra phương pháp tu luyện riêng, phản khoa học như nhịn ăn 14 ngày, uống rượu. Dù không cho người tu luyện ăn cơm, nhưng bị cáo vẫn cho uống rượu để đảm bảo sự sống và cho hút thuốc để tỉnh táo. Sau khi nhịn ăn được khoảng 10 ngày, nạn nhân Trần Đức Linh thấy kiệt sức không chịu được nên tìm cách bỏ trốn, nhưng bị Hà bắt giữ lại và đánh đập cho đến chết. Sau khi nạn nhân Linh chết, Hà đã đưa thi thể ra giữa phòng khách và làm phép cho nạn nhân Linh sống lại. Bị cáo Hà cho biết làm như vậy vì nghiên cứu trên mạng và tin rằng những người đã chết vài ngày vẫn có thể sống lại được. Tiếp đó, nạn nhân Thành có nhiều biểu hiện bất thường nên Hà bàn với Thảo, Huyên và Hoa tìm cách sát hại nạn nhân Thành. Sau khi giết hai người đàn ông, nhóm phụ nữ đã đưa thi thể nạn nhân vào trong thùng rồi đổ bê tông lên. Theo lời bị cáo Hà, việc bỏ xác nạn nhân vào thùng phi rồi ướp trà, đổ bê tông lên trên thùng phi không phải là để phi tang mà là để bảo quản thi thể các nạn nhân. Trong phiên xét xử ngày 26 tháng 6, bị cáo Huyên khai những lời khai tại cơ quan điều tra là đúng, nhưng bị cáo Huyên không thừa nhận đã cầm sợi dây thòng lọng để tham gia giết nạn nhân Thành. Bị cáo Hoa khai nhận không nghe, không biết, không thấy việc nạn nhân Thành bị giết. Tuy nhiên, hội đồng xét xử đã công bố lời khai của bị cáo Hoa tại cơ quan điều tra. Khi đó, bị cáo Hoa đã khai nhận được Hà phân công niệm kinh pháp để kiềm chế con quỷ dữ trong người nạn nhân Thành. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục thông tin về phiên xét xử này trong các bản tin sau. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.